Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chăm lo đời sống hạnh phúc của nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng, nói một cách đơn giản và dễ hiểu là chủ nghĩa xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Ngày nay, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và không ngừng phát triển. Học Bác, đội ngũ cán bộ ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ không chỉ làm cho dân nghèo có được cơm no, áo ấm mà còn từng bước vươn lên làm giàu ở mảnh đất Cù Lao trên sông Hậu. Đây là vườn ổi được bà Lê Hồng Điệp chọn trồng để thực hiện mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái do cán bộ huyện và phường hướng dẫn thực hiện từ nhiều năm nay. Chính quyền thì cũng thường xuyên tạo những cái lớp tập huấn về nông nghiệp, rồi chuyển đổi cây trồng, dạy mà nông dân mình làm phân hữu cơ đó, so với cái lúc trước bây giờ thu nhập mình nó tăng lên khoảng 40%. Còn đây là mô hình cải tạo đất ruộng thành ao nuôi cá được gia đình ông Nguyễn Chí Cường thực hiện theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Những năm gần đây thì chính quyền địa phương cũng vận động như thế, hộ nào mà mình có vốn đầu tư nuôi được ở ngoài bán công ty riêng lẻ ngoài thì mình cứ việc nuôi. Còn mình để tới mình không có vốn thì mình muốn vô cái hợp tác xã mình nuôi gia công liên kết với công ty nuôi cái đó thì nó an toàn hơn. Nhà tôi có hai ao có 14-15 ngàn mặt nước. Nếu mà làm trong một năm đó thì trừ chi phí là lời chắc khoảng 300-400 triệu. Đối với những hộ nằm ven bờ sông thì được chuyển đổi mô hình sang đào ao nuôi thủy hải sản. Đối với những hộ ở sâu trong Cù Lao thì được hướng dẫn chuyển đổi sang trồng cây ăn trái kết hợp với xây dựng mô hình du lịch sinh thái phát triển ngành nghề dịch vụ. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc và quận Thốt Nốt đã hướng dẫn cho người nông dân ở phường Tân Lộc đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế phù hợp hiệu quả, giúp bà con thoát nghèo và nhanh chóng vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Trước đây thì tập quán của bà con ở phường Tân Lộc thì đa số thì canh tác về cây lúa, không có đảm bảo cuộc sống của bà con nông dân. Nhờ sự chỉ đạo của thành phố cũng như là của quận, cũng như là sự quyết tâm của đảng bộ cũng như là các bộ phường xuống tận nhà vườn cũng như là trao đổi làm việc với bà con nông dân để mà hướng dẫn bà con thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng nuôi. Đầu nhiệm kỳ thì thu nhập bình quân của bà con thì nó khoảng tầm 87 triệu. Đối với đầu năm 2023 thì thu nhập bình quân đầu người của bà con tầm khoảng 105 triệu một năm. Hiện nay thì Ủy ban dân quận cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân phường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các cái mô hình như mô hình hợp tác xã liên kết để có một cái chủ thể làm sao đó để đưa được cái sản phẩm cho người dân đến cái người tiêu thụ để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cái thực hiện các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ động định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với xây dựng chuỗi liên kết từ lựa chọn cây con giống đầu vào, giám sát quá trình chăm sóc cho đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Bằng cách làm này, những cán bộ ở nơi đây đã thực hiện một cách cụ thể sáng tạo lời dạy của Bác, từ đó đem lại cuộc sống mới ấm no và ngày càng phát triển cho người dân sinh sống trên Cù Lao, Tân Lộc.